chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình được anh bạn thân dẫn đi ăn. Các bạn đoán thử là cả nhà mình đi đâu nè? Rồi, đây là cái quán mà cả nhà mình đi ăn à, nói chung cũng là một cái quán bình dân thôi các bạn. Tiên thì gọi món trước nha. Cả nhà mình thì gọi một cái cây lẩu hai sáng này và một cái tô ốc. Và bây giờ là đồ ăn đã đến rồi các bạn. Nói chung nhìn đồ ăn quá trời luôn, ăn không biết hết hay không nữa. Và đây là chân dung của anh chàng đám đang nhắc nhà này.
Rồi, mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Rồi, nói chung là cái bữa ăn ngày hôm nay á, là ăn no quá trời luôn các bạn. Nói chung là tàn dư là còn nhiêu đây thôi. Nói chung là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.